Chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục hôm nay có những phóng sự phát huy vai trò của già làng, người uy tín trong tự quản đường biên mốc giới, sáng tạo trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, già làng, trưởng bản là những người am hiểu thực tiễn địa phương, được nhân dân tin tưởng, họ luôn giữ vai trò quan trọng ở các cộng đồng dân cư. Phát huy được những thế mạnh đó, nhiều già làng, trưởng bản trên địa bàn tỉnh ta đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, góp phần bảo vệ chủ quyền nơi tuyến biên giới. Là một trong các hộ gia đình của xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, ký cam kết bảo vệ đường biên cột mốc. Định kỳ hàng tháng, ông Lý Xuyến Phù ở bản Apa Chải, xã Xín Thầu, tham gia cùng với chính quyền xã và đồn biên phòng Apa Chải đi kiểm tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ngoài đi tuần tra chung với bộ đội biên phòng, những lúc làm nương hay chăn nuôi gia súc, ông Phù thường xuyên kiểm tra khu vực đường biên cột mốc gia đình nhận bảo vệ để kịp thời báo cho các cơ quan chức năng khi có những vấn đề phát sinh. Không những bản thân luôn tích cực đi đầu trong việc tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Với vai trò là người có uy tín, ông Lý Xuyến Phù còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong xã, cùng chung tay, góp sức, cùng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, giữ gìn tuyến biên giới hòa bình hữu nghị. Với ông Phù, bảo vệ đường biên cột mốc biên giới cũng đồng nghĩa với bảo vệ ngôi nhà của chính mình, cần phải làm bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm và cả tấm lòng yêu quê hương đất nước. Gia đình trực tiếp là phân công ngõ 2, thì gia đình thường xuyên lên tuần tra, cũng bảo vệ cái móc hai đó, chủ yếu là cái khác dọn này, xong là cái di biến động của móc nó xảy xước sát này, những cái đây là trách nhiệm của gia đình, kiểm tra thường xuyên, nếu có gì xảy ra là phải báo cáo đến đồn này, báo cáo đến trạm kịp thời để cùng nhau, để trách nhiệm để cùng nhau bảo vệ. Còn việc thứ hai là việc từ chỗ gia đình làm tốt cái công tác bảo vệ cái mốc đó, được phân công đó, thì tuyên truyền sâu rộng cho các hộ gia đình, vì từ mốc 1 đến mốc 6 là các hộ gia đình cũng đều là phải thực hiện theo đúng cái quy định của đồn cái trạm nó giao cho. Thế là từ đấy là hàng tháng, hàng quý là sinh hoạt bản, cũng là các hộ gia đình, cũng là không riêng cái số hộ mà được phân công, mà các hộ gia đình trong cộng đồng, các nhân dân bản cũng là về hiểu được vấn đề cái mốc biên giới, để cùng nhau để trách nhiệm, cùng nhau bảo vệ. Còn với ông Hạng Dụ Chúng ở bản Hồ Chim, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Trà, năm nay đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn là tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Đồng thời, ông còn phát huy vai trò của mình trong xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chống xâm canh xâm cư, hạn chế tình trạng di cư tự do, tranh chấp đất đai, góp phần bảo vệ bình yên nơi tuyến biên giới Việt-Lào. Ở đây thì chúng tôi cứ luôn luôn lúc nào cũng cùng đối với bộ đội biên phòng để mà đi tận bản, mà đi vào tỉnh cơ sở để mà vận động tuyên truyền, mà luôn luôn tuyên truyền kết hợp đối với các chính sách mà các nội dung của xã đề ra, để cùng kết hợp đối với bộ đội biên phòng là tuyên truyền biên giới, chủ yếu là quy chế biên giới không được đi qua và không được làm ở hận cho đối với hai quốc gia. Những các cột mốc ở biên giới là vận động quần chúng nhân dân cùng đối với biên phòng là phải bảo quản cho tốt, mà từ một số bạn như là bảo xã Ma Thì Hồ, chúng tôi đã tổ chức được 4 bạn trong đấy là tự quản đối với cột mốc, mà hàng năm hàng quý là phải đi kiểm tra đến tận cột mốc. Nhờ vào sự đóng góp quan trọng của những già làng, người có uy tín như ông Lý Xuyến Phù, ông Hạng Dụ Chúng, nên mặc dù Điện Biên là tỉnh duy nhất có tuyến đường biên tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc khá dài, nhưng trong những năm qua, tình hình an ninh khu vực biên giới luôn ổn định hòa bình. Đó là nhờ vào việc phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản,
người có uy tín trong việc quản lý bảo vệ đường biên cột mốc. Chính tiếng nói và sự đi đầu của họ trong đồng bào các dân tộc đã mang lại hiệu quả rõ rệt qua việc bà con dân bản tự nguyện tham gia vào các tổ tự quản đường biên cột mốc cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, đây là một chủ trương lớn mang tính toàn diện, rộng rãi nhằm vận động toàn dân cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tham gia quản lý và bảo vệ đường biên cột mốc. Thì về phía đơn vị thì đã triển khai sâu rộng đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Trước tiên là phát huy vai trò và trách nhiệm của người đảng viên đến các già làng trưởng bản và người có uy tín và đến tuyên truyền sâu rộng trong toàn quần chúng nhân dân. Hiện nay thì trên đơn vị đã có 7/7 bản tham gia đăng ký quản lý đường biên cột mốc cùng với đơn vị và thường xuyên tổ chức tuần tra phát quang khu vực biên giới xung quanh cột mốc để làm thông thoáng tầm nhìn và đến và cho cùng với địa phương là phối hợp tốt cái nhiệm vụ này để thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Điển hình là có ông Hạn Dụ Chúng ở xã Ma Thiều và một số cái già làng uy tín ở các bản nữa cũng thực hiện rất tốt cái công tác cùng với bộ đội biên phòng, cùng với đội vận chúng của đồn biên phòng Mơn và ba đồng chí tăng cường cám sát của ba xã biên giới tuyên truyền vận động nhân dân cùng với bộ đội biên phòng làm tốt công tác bảo vệ biên giới, thực hiện tốt cái chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, rồi là tham gia cùng với bộ đội biên phòng và các ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong các cái công tác thông tin cho bộ đội biên phòng cùng với các ủy chính quyền địa phương trong các cái vụ việc xảy ra trên địa bàn và luôn luôn cùng với bà con nhân dân ở bản giải quyết hòa giải ngay từ cơ sở những cái vụ việc xảy ra trên địa bàn. Điện Biên có đường biên giới dài hơn 455 km tiếp giáp với Lào và Trung Quốc. Các đồn biên phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã biên giới cùng với các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào đến toàn thể nhân dân. Đồng thời, lựa chọn những tập thể, hộ gia đình, cá nhân để ký kết tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh thôn bản. Đến nay, trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh ta có 100 tập thể, hơn 12.900 cá nhân đăng ký tham gia tự quản hơn 390 km đường biên, 99 tập thể, hơn 13.000 cá nhân đăng ký tự quản gần 150 mốc quốc giới, 10 công trình biên giới, 315 tổ tự quản với gần 2.200 thành viên đăng ký tự quản về an ninh trật tự thôn bản. Qua ký kết, các tập thể cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn biên giới đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình và mạnh dạn cung cấp thông tin với cơ quan chức năng xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật. Gia đình tôi luôn xác định rằng đây là một việc hết sức quan trọng và cùng nhau đi tuần tra bảo vệ và báo cáo kịp thời với đồn và xã, và cũng là thời gian đi tự quản đến nay đấy thì cùng nhau phối hợp để bảo vệ lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia cũng như là đoạn đường quản lý mốc từ cho gia đình tôi là từ đoạn đường mốc 05 đến mốc 06. Nên là trách nhiệm của hộ gia đình và cá nhân tôi luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên tuần tra cùng với bộ đội biên phòng, và với đồng nghĩa là gia đình tôi cũng lại thường xuyên đi tuần tra và cùng phối hợp với các lực lượng khác đứng trên địa bàn để bảo vệ gìn giữ cột mốc cũng như là an ninh biên giới quốc gia. Ở đây thì xã Phìn Hồ thì có hai cái tổ mà tổ quản hai bản là giáp dân biên giới bên Lào, thế là có 19 hộ gia đình nữa, xong là để là các cái tổ tự quản. Đây thì chúng tôi thì cũng một năm thì cũng sơ kết một lần, để sơ kết thì cũng đều biểu dương và khen thưởng cho các hộ gia đình là có cái trách nhiệm thành tích là phối hợp với xã để quản lý đường biên cột mốc và biên giới là tốt, theo không để cho xảy ra là các cái hộ gia đình mà không để cho sân cân sang cư sang biên biên giới.
Trong 5 năm qua, các đơn vị trong lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức được trên 4.500 đợt tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, kiến thức pháp luật, các hiệp định, quy chế biên giới với gần 262.000 lượt người ở địa bàn biên giới tham gia. Thông qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đã góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong cái công tác dân vận ấy, thì chúng tôi rất quan tâm đến cái đội ngũ già làng trưởng bản, bởi vì họ là những người có uy tín, có tiếng nói ở thôn bản và trong dòng họ, trong gia đình. Nên là đặc biệt là thực hiện cái chỉ thị 01 của chính phủ ấy, là những người có uy tín đóng vai trò rất là quan trọng. Khi mà thực hiện cái chỉ thị 01 thì các già làng trưởng bản vào cuộc, và đối với lại các cái đồng bào ở khu vực biên giới là có thể nói là rất là nhiệt tình, trách nhiệm đối với việc này, cùng với bộ đội biên phòng là trong tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thế là giữ vững cái hệ thống đường biên cột mốc thì rất là hiệu quả. Việc phát huy tốt vai trò của các vị già làng trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Sự hoạt động tích cực của các già làng trưởng bản, người có uy tín tại các xã biên giới của tỉnh đã góp phần cùng chính quyền địa phương và nhân dân ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc và bình yên. Thưa quý vị, chỉ bằng một chiếc loa di động cùng với các nội dung tuyên truyền tự thu âm trên điện thoại, những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hay các quy định của địa phương đã được anh Cao Ngọc Hà ở thị trấn Tuần Giáo và anh Triệu Văn Tấn ở huyện Mường Ảng tuyên truyền đến người dân một cách dễ hiểu nhất. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cứ đều đặn mỗi tuần một lần, anh Cao Ngọc Hà, tổ trưởng khối Tân Giang thị trấn Tuần Giáo, với chiếc loa gọn nhẹ và chiếc xe gắn máy len lỏi trên các tuyến đường của khối để đưa các chính sách, nghị quyết mới từ cấp trên truyền đạt lại với người dân. Để nội dung tuyên truyền được phong phú và đa dạng, anh Hà đã lựa chọn những thông tin tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gần gũi với người dân. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về các văn bản liên quan đến pháp luật, các quy định về an toàn giao thông, an ninh trật tự, các phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm và các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông, cùng hình thức, mức độ xử phạt theo quy định. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, khi các gia đình đang phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, tiếng loa của anh Hà đã phát huy hiệu quả cao khi nhân dân khối Tân Giang không thể tập trung hội họp để triển khai các kế hoạch phòng chống dịch. Tôi nghĩ ra cách này để nhằm mục đích là khi ngoài cái việc sau khi dịch COVID-19 qua hay là tạm lắng thì chúng ta lại có một các cái chủ trương, các cái bài tuyên truyền của Đảng, của nhà nước, của các cơ quan ngôn luận, thì chúng tôi sẽ lại cóp vào thẻ nhớ cho vào loa để tuyên truyền cho bà con một cách là sâu rộng nhất, mà như thế là thiết thực nhất so với cách mình tập hợp bà con một cái rất khó. Về nhận thức thì bản thân tôi là một người đảng viên, thì cái trước khi tuyên thệ dưới lá cờ Đảng thì mình phục vụ vì nhân dân. Thì khi mà mình có một cái tâm nguyện là để cho mọi người có một cuộc sống an bình, có một cái chỗ dựa vững chãi, đấy là cái cơ sở nơi mình sinh sống, thì như thế là mục đích là mình sẽ làm cho cuộc sống của bà con nhân dân trong khối tốt hơn, và cũng hy vọng là cái mô hình này sẽ được nhân rộng cho thị trấn cũng như là một số nơi khác, tránh việc mình phải hội họp nhiều và gây lãng phí nhiều thời gian cho bà con. Còn với anh Triệu Văn Tấn, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Nậm Lịch, huyện Mường Ảng, người có thâm niên hơn 20 năm gắn bó với rừng,
trải qua nhiều địa bàn, chứng kiến tình trạng chảy máu rừng đã khiến anh Tấn mất ăn mất ngủ nhiều đêm. Anh luôn trăn trở để tìm ra biện pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng này. Ngoài phối hợp với anh em trong đơn vị, tăng cường tuần tra canh gác rừng, áp dụng khoa học công nghệ trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, theo dõi cảnh báo sớm cháy rừng, tranh thủ những buổi sinh hoạt ở các thôn bản, anh còn tổ chức tuyên truyền các chính sách về quản lý bảo vệ rừng, giúp bà con hiểu rõ vai trò giá trị của rừng, để từ đó không phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cùng nhau chung tay bảo vệ rừng. Tuy nhiên, việc tuyên truyền tại các buổi họp thôn bản thường không đông đủ, tất cả mọi người dân nên hiệu quả không cao. Để các chính sách về quản lý bảo vệ rừng đến được với tất cả mọi người dân trên địa bàn, anh Tấn đề xuất sáng kiến tuyên truyền bằng loa di động với lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Mường Ảng và được lãnh đạo hạt đồng ý. Từ năm 2017 đến nay, anh Tấn đã tự bỏ kinh phí mua một chiếc loa phóng thanh và tự mình đọc thu âm các nội dung tuyên truyền trên điện thoại di động. Nội dung tuyên truyền của anh Tấn xoay quanh các chính sách pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của nhà nước. Nội dung tuyên truyền cũng được thay đổi theo từng tuần, từng tháng, từng quý và xen kẽ mỗi thông tin tuyên truyền là những bài hát, những bản nhạc hay khiến người nghe không nhàm chán. Mặc dù chúng tôi vẫn họp dân và có ký cam kết tuyên truyền vận động, nhưng bên cạnh đó tôi đã nghĩ ra là bây giờ đấy là vòng lõi, còn vòng đệm thì chúng tôi đã tự nghĩ ra một cái là tôi tuyên truyền bằng phương tiện thông tin lưu động. Vì cái tác dụng của phương tiện truyền thông lưu động này, thứ nhất về mặt kinh tế thì là giá thành này rất rẻ, chỉ có độ khoảng mấy trăm nghìn thôi. Và hai cái là công tác thu âm rồi các biện pháp về kỹ thuật là chúng ta thao tác rất đơn giản và gọn nhẹ. Bây giờ thì ai cũng có thể làm được việc này. Hai cái là đường đi lối lại tôi chỉ để trên xe rất gọn nhẹ và chỗ nào tôi cũng có thể rẽ xe máy vào đấy được. Đấy là. Và trong cái cách thức tuyên truyền này tôi sẽ dịch ra hai thứ tiếng hoặc ba thứ tiếng. Trong đó tiếng người Thái, tiếng người Kinh và tiếng người Mông. Và tôi đi các nơi, các chỗ trong toàn bộ các xã. Và trong cái thời gian hơn 20 ngày này thì bà con chúng ta hôm nay chúng tôi tuyên truyền một lượt, ngày mai ngày kia chúng tôi lại quay lại thì tôi tin rằng bà con là cái phương hướng là dần dần thì bà con sẽ hiểu ra được vấn đề và mọi người sẽ tập trung được cái việc chúng tôi tuyên truyền này. Từ chỗ là địa phương nóng về tình trạng phá rừng lấy đất trồng trọt diễn ra phức tạp, bà con Nậm Lịch đã tích cực bảo vệ rừng tự nhiên và tích cực tham gia vào các dự án trồng rừng sản xuất. Đến nay, đời sống người dân xã Nậm Lịch, nơi anh Triệu Văn Tấn phụ trách đã được nâng lên rõ nét. Sự nỗ lực của anh cùng với cấp ủy chính quyền xã Nậm Lịch đã góp phần giúp hơn 1.200 hectare rừng của xã ngày càng xanh tốt. Cô khi tuyên truyền họp bản ấy, thì một số hộ dân là tham gia không đầy đủ. Nhưng với cái phương án đó thì các đồng chí, thứ nhất là Triệu Văn Tấn kiểm lâm địa bàn, thì có một cái sáng kiến. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền là đồng chí dùng loa đài phát thanh bằng, thứ nhất là về triển khai luật rất chi tiết và cụ thể. Cái thứ hai cái là hướng đồng chí sẽ triển khai về bằng tiếng phổ thông để cho bà con dễ hiểu và nắm được cái công tác quản lý và công tác tuyên truyền. Với cái hình thức này thì đối với lãnh đạo hạt chúng tôi rất ghi nhận và chúng tôi cũng đang có cái phương án. Thứ nhất là triển khai cho tất cả các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện về công tác tuyên truyền này. Thứ nhất là để mọi lúc mọi nơi khi bà con nghe hiểu và bà con rất dễ hiểu. Nếu cái gì không hiểu thì khi đồng chí mà đã tuyên truyền đó thì bà con không hiểu thì đồng chí gặp luôn đồng chí kiểm lâm địa bàn và bà con đã hỏi là như thế này và tôi làm như thế nào. Thì từ đó cái ý thức của bà con để chấp hành cái luật bảo vệ rừng. Chỉ với chiếc xe máy và chiếc loa di động đơn giản, anh Hà và anh Tấn đã có thể đi đến từng ngõ ngách để tuyên truyền đến người dân một cách rõ ràng, ngắn gọn. Mọi người đều chú ý nghe và hiểu về thông tin đó để thực hiện. Và đến đây, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.